cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng xạ thủ Van Hel với trang phục xạ thần Kagutsuki Tsuchi. Thì đây là một cái trang phục cũng mới cập nhật được gần đây thôi các bạn. Và chưa có cái clip nào mình test về cái trang phục này. Hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái clip này trải nghiệm cái trang phục này của vị tướng Van Hel luôn. Vị tướng Van Hel thì có rất là nhiều trang phục, nhưng mà đây là cái trang phục đầu tiên mà kiểu nâng cấp đấy các bạn. Giống như là Ngộ Không bậc 1 hay là Nagaroth bậc 1, bậc 5 rồi á. Cái trang phục này thì hiện tại đang ở bậc 2 thôi nha các bạn. Vào test lần đầu luôn á. Để xem mà hình ảnh thì mình thấy nó không có đặc sắc lắm các bạn. Thế nhưng mà thấy hiệu ứng kỹ năng thì cũng ổn ổn đấy. Ái chà chà, Kagutsuchi. Thấy hiệu ứng kỹ năng thì cũng được được, thì cũng không có đến gọi là xuất sắc lắm. Hay là mình phải nâng cấp lên nó mới đẹp nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Chưa thấy gọi là ai mà nâng cấp với trang phục này lên mà mình kiểu như là đánh đối đầu với họ, mà hay là team đồng đội mình nó có cái trang phục đó. Chưa thấy. Cái nick này hiện tại đang có sẵn cái trang phục đó. Đâm ra thì lỡ rồi, chơi luôn. Trận này thì có vị tướng Elsu, bạn ấy đi support cho mình nha. Nhưng mà bạn ấy không lên phụ trợ. What the fuck gì không biết nữa. Kỳ cục. Chơi đi support mà không lên phụ trợ, lên đồ bình thường như các bạn. Làm như là tôi đi AD cho bạn, tôi đi support cho bạn không bằng. Mình rõ ràng pick Van Hel sớm ơi là sớm, sớm đầu tiên luôn. Tại vì thấy anh em bảo là dạo này mình chơi John với cả... Ai da, chơi rồi. Không sao. Thấy có bạn bảo mình chơi John với cả Hayate dạo này nhiều quá. Đổi con tướng khác, đổi luôn Van Hel cho nó máu nha các bạn. Phun phép. Chơi Van Hel là phải phun phép, rank nó mới sướng được các bạn ạ. Gõ nó mới xê. Mày một mạng rồi, một mạng. Mày hả bưởi, trời ơi, đã quá. Một em đầu tiên nha anh em ơi. Thì nó thích quá đi à. Sướng quá. Ai cha đau quá cha ơi. Hất tung nè. Mày hả bưởi. Trúng nè. Rồi bắn rồi. Rồi tới công chuyện luôn rồi. Tới công chuyện luôn. Có gì từ từ nói thôi nha, chúng ta là không nên mất bình tĩnh. Dục tốc là bất đạt. 2-0 rồi đấy các bạn, ghê không? Mới vô thôi, làm nhẹ cái sương sương hai mạng, ngọt nước ngon cơm. Tính ra thì mình chơi con tướng Van Hel này cũng nhiều. Ngày xưa thì mình toàn lên đam thôi, nhưng mà bây giờ mình chuyển hướng rồi. Giờ lên phép đi cho nó xúc đam, nó sướng các bạn. Con này mà sốc đam ấy, vị tướng xạ thủ hay là pháp sư thì kiểu như mình chơi mình núp trong bụi á. Cái nó đi ngang qua hay là nó lù lạnh lùng vô cả mà đi tới, mình ra mình làm cái hết hồn. Chết ngay. Một combo là lòi hàng liền. Choáng chiêu 2 phát là mình bập cái chiêu cuối, xong rồi cộng thêm chiêu 1 là đi luôn ấy. Ví dụ như là John bây giờ ra cho mình là một combo khả năng là gần tạch. Đánh thường thêm 2 phát nữa là đi luôn. Khóc luôn, rơi nước mắt luôn. Mày, trời ơi. Trời ơi, đau chưa? Kìa. Ô. Hello baby. Vô kẹo. Mày hả bưởi đó. Trời ơi, không chịu về mà cu nhây nè. Về không được, về Elsu nó ngắm nó bắn. Đi tới thì gặp mình. Trời ơi. Thì bạn đang kéo cả băng cả đạn ở đây luôn này. Quánh luôn, trời ơi, chịu vân nó bổ cái chết luôn kìa. Mình làm một combo rồi lum bum nó nghèo. Chịu vân nó bổ một phát đầu vào lát không kịp ngáp. Chết ngắc ngạc các bạn ạ. Ghê thiệt. Quá ghê gớm. Rồi tới công chuyện luôn. Hảo tới. Hello Barbie, chơi này. Bắn nè. Rồi xong. Chơi bay. Úi xổ ôi lúa. Sướng thế nhờ. Mày hả bưởi. Nó xoay tay mà không có trúng ai rồi. Ngon. Trận này lại win rồi các bạn. Game là dễ các bạn ạ. Không có support nhưng mà vẫn cứ gọi là dễ thôi. Choáng. Ui trời ơi. Để phát dính tường luôn trời.
Thanh niên The Flash mới tập chơi các bạn ạ. Nó xài chiêu bị lỗi. Lướt lướt đi xong rồi kiểu như là lướt lên cái xong rồi lướt về luôn ý. Tếu lắm. Chắc là thanh niên đi test tướng. Kiểu còn non và xanh lắm. Không, nếu mà test tướng thì người ta cũng ấy rồi, chắc bạn này vẫn mới mua nick ấy. Mới mua nick mới chơi kiểu đấy. Chứ nếu mà test tướng người ta cũng phải biết chơi thì phải có đủ điểm thông thạo và đánh hạng được chứ. Cái này mới mua nick rồi. Rồi Vlad đấy các bạn. Mình để ý rồi nó lướt lên cái nó lướt về luôn ấy, kiểu. Hoặc là có thể điện thoại nó bị lắc các bạn ạ. Lướt lên cái nó bị lắc cái bấm nó bấm hai lần liên tục á. Rồi. Con hàng của tôi đây rồi. Rồi lao vào rồi. Lao vào. Trời ơi, tới KS là cái nghề rồi các bạn. Chùm kẽ luôn. Sướng. Rồng luôn hả? Ừ, lượm luôn bạn. Con heo nếu mà lên đam á thì nó sẽ có tốc độ đánh rất là nhanh. Nhưng mà lên phép thì nó đánh khá là chậm. Quan trọng là one hit các bạn ạ. Một hit chết luôn. Nó hơn nhau ở cái đấy đấy. Đấy. Ôi dồi ôi. Florentino đang gọi là múa gất gắt. Vâng, mà đánh chọc tới chọc lui. Ý. Trời ơi, KS không được rồi. Tính nữa thì Florentino bị thanh niên ra đá cho vêu mỏ. Cũng may là mình tới kịp thời đấy. Cái trang phục này mới bậc 2 thì mình thấy nó cũng bình thường các bạn. Có hiệu ứng hình ảnh, có hiệu ứng kỹ năng. Nhưng mà không biết lên bậc 5 nó sẽ thêm được cái gì nhỉ. Chắc hiệu ứng kỹ năng trông nó đẹp hơn. Ồ, hiệu ứng kỹ năng các bạn thấy không? Nó cũng màu mè phết đấy chứ. Đâu có đến nỗi tệ lắm đâu. Ây. Rồi xong. Ây da, đau. Đói, các bạn thấy không? Nó lướt chiêu lên đâu có được đâu. Thanh niên này còn nó lắm. Mới tập chơi các bạn. Rồi thằng ta ra mình thấy nó hết chiêu cuối rồi đó. Nó chết với mình rồi. Chết với mình luôn rồi. Mày bước ra đây. Tao cho mày xáo mày chết này. Ôi trời ơi, nó làm phát một rồi em đi sang quá luôn. Ôi giời ơi. Mày. Oh my god. Ao, xoay tay rất ghê gớm đến từ đầu Flash. Vâng, và đây là Forenti chết. Chết nghèo rồi các bạn. Ngon luôn. Yo. Chơi từ nó. Nick này hiện tại bây giờ đang ở Tinh Anh 5 nha các bạn. Vừa cày thuê vừa làm clip chơi. Vẫn lên rank nằm ầm. Nói chung là cứ liên tục thôi. Hình như cũng đang chuỗi thắng luôn hay gì á. Để tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử đấu của cái nick này luôn nha. Tại vì mình dạo này ít chơi game quá. Đâm ra nó lâu. Chứ nếu mà mình chơi nhiều á. Là vài bữa là lên đủ à. Lên cao thủ à. Cao thủ 5 sao à. Nhanh lắm. Nhưng mà dạo này mình lười chơi quá. Mỗi ngày mình chơi có 2 trận à. Sáng trận tối trận. Ui dồi ôi. Wow. Mạnh mẽ váng sợ. Chơi nè. Vâng, ra tem bạn rất là đau đớn khi mà mình làm một pha combo thối đến tận rốn. Vâng, anh Lùm Bùm đang cố gắng đánh mình. Không được các bạn ạ. Có thằng Do nó bao bọc đằng sau á. Biết ngay mà. Mình phải đấy mình dí theo cái thằng Lùm Bùm. Khả năng là teo ngay. Không. Bây giờ mình sẽ chơi núp lùm nè. Bấm. Chưa kịp làm gì nữa. Mới có chiêu 1, chiêu 2 cái đã. Thôi. Chưa định hình được. Nó đã đánh mình rồi. Cái thằng đầu vào lát này nhá. Chơi em bắt lén người ta hà. Thấy ghét ghê luôn đó. Thôi lỡ rồi. Lên cho nó quả cầu bằng xương đi các bạn. Mấy thằng đầu vào lát nó hay bay vào lắm. À. Chọc. Ồ. Úi dồi. Eo. Bắn eo hụt. Hên trận này gặp tem bạn nó yếu ấy. Gặp tem khỏe thì có mà eo su mà không lên phụ trợ là hơi bị khó chơi luôn. Tem mình không có tanh nhưng mình đặc biệt mình không có khó chơi luôn. Nhưng mà trận này tem bạn kia bên kia nó quá yếu đi. Lâu lâu gặp được trận tem bạn nó yếu. Sướng. Ôi có nhiều trận đánh căng lắm các bạn ạ.
chứ không phải nó đơn giản như thế này đâu. Rồi tới rồi, trời ơi, bắn chiêu cuối vào cái thằng đầu vào lát mà nó lại còn xoay xoay, làm mất chớn mất tiêu luôn, mất chiêu cuối luôn, không có được cái gì luôn. À rồi xong. Rồi. Ao. Đồng quá. Ta mình đồng quá. Rồi mình ra mình sơi con cái con blue xong mình tới. Ô. Kì vậy? Đồ bắn những đập chu cuối can đam như vậy luôn mà bị cướp mất cái con bùa xanh kìa trời. Tiếc ghê không? Tiếc ghê không? Toang rồi, các bạn toang rồi. Khóc rơi nước mắt rồi. Yeah. Bắn đi. Đúng rồi. Các bạn bơi hết vào đây. Bơi hết vô đây con nào. Nào. Mày sao. Chơi này. Úi giời ơi, máu còn tí xíu kìa các bạn. Trời ơi, cái đó mà mình đập vô cuối mà cái đùng một cái lụm hết luôn á. Rồi các bạn ở đây, đây. Ra đây. Ồ không được. Thằng ta ra nó vào nó. Ôi giời ơi, chưa kịp làm gì đã win rồi. Chán thế cái chữ lì. Thôi kệ, không sao. Win là tốt, không sao hết. Chưa thể hiện được nhiều mà đã phải thắng thế này thì lại ngon quá cơ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. À đúng rồi, để cho các bạn xem cái lịch sử đấu của mình. Đấy, hồi nãy đã nói là sẽ cho các bạn xem thì vô xem chơi. Đủ, đánh chơi vậy cũng được MVP nữa các bạn. Game là dễ, đây cho mọi người xem lịch sử đấu. Ê, ghê chưa? Anh em có để ý những cái trận đấu như này mình úp hết lên YouTube không? Thôi mình nghỉ nha.